Trên sân khấu sẽ dành cho tất cả các cụ công các bà có thể hay họ. Còn bên dưới khán phòng của trường cưới xin được mời tất cả cô dì chú bác, các bạn trẻ nên tất nhiên của cô dâu và chú rể. Chúng ta sẽ cùng an toàn tại khu vực các bàn tiệc trà, uống chỗ ngồi để cùng chung vui tham dự bữa tiệc trà thân mật và cùng tham dự chương trình lễ ăn hỏi trong ngày vui hôm nay. Xin được chào đón tất cả quý vị. Một lần nữa chúng ta xin được hân hoan nồng nhiệt chào tất cả quý vị đang về tham dự buổi lễ ăn hỏi của cô dâu Thùy Linh và chú rể Hiếu Quang trong ngày vui hôm nay. Và cho phép Hoàng Lan xin được tên lời cho ban tổ chức hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể trân trọng kính gửi tới tất cả quý vị những lời cảm ơn tri ân sâu sắc nhất, lời kính chúc sức khỏe an khang thịnh vượng, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôn nhân là một lời hứa vô cùng cao đẹp trong tình yêu. Và ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của hai bên gia đình, cũng như chính quyền và địa phương, cặp đôi Thùy Linh, Hiếu Quang đã đem đến con thuyền tình cập đến bờ hạnh phúc. Được sự nhất trí của hai bên gia đình ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng long trọng tổ chức buổi lễ ăn hỏi để chúc mừng ngày vui cho năm hạnh phúc cho Thùy Linh và Hiếu Quang. Và cũng được sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị quan khách đang hiện diện tại trung tâm khán phòng hội trường với ngày hôm nay, không một ngày đường sáng xa xôi quyết chút thời gian vào vòng về đây để cùng hân hoan chúc mừng cho sự kiện hạnh phúc này. Một lần nữa xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng một chỗ ngồi và cùng tham dự với tiệc trà thân mật đến với những kiến thức vô cùng long trọng trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Gia đình và thân nhân của chúng tôi cũng rất vinh dự khi được chào đón với đoàn hội nhà trai đang về tham dự chương trình này và cũng đã có những lễ ăn hỏi vô cùng long trọng mà quý vị đang được thưởng thức hiện diện trước mắt của chúng ta. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ đây chúng tôi xin được một lần nữa thay lời cho ban tổ chức gia đình xin được chính thức tuyên bố với lễ ăn hỏi của Thùy Linh và Hiếu Quang sẽ chính thức được bắt đầu. Và thưa quý vị, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng trên bên hương trong ngày vui hôm nay. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện nhà trai, ông Nguyễn Hiếu Quý là chú ruột của chú rể sẽ lên có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng kính mời ông. Và thưa quý vị, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Alo. Dạ, kính thưa các cụ, các bà, kính thưa các anh, các chị,
Trước hết cho tôi xin thay mặt gia đình nhà trai có lời cảm ơn đến các cụ, các bà, các anh, các chị có buổi đón tiếp rất là nồng nhiệt. Và cũng qua đây tôi xin gửi lời chúc các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Và để giới thiệu cái thành phần gia đình nhà trai hôm nay đến làm cái lễ ăn hỏi cho hai cháu Quang và cháu Linh, trước hết tôi xin giới thiệu có ông Nguyễn Hữu Kính là bố đẻ cháu Quang ạ. Và có bác Dung, bác Lan Dung là bác dâu trưởng cháu Quang. Và cùng toàn thể các cô, các chú, các anh chị trong gia đình hôm nay. Và tôi là Nguyễn Hữu Quý, là chú ruột của cháu Quang ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các anh, các chị, qua một thời gian dài, hai cháu Quang và Ninh yêu nhau và tìm hiểu nhau. Và hôm nay dẫn đến hôn nhân được sự đồng thuận của hai bên cha mẹ. Và hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi có năm cái lễ ăn hỏi đến gửi đến gia đình nhà trai, nhà gái. Và mong rằng các cụ, các bà đón nhận cái lễ ăn hỏi của gia đình chúng tôi ạ. Vâng, tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của đại diện nhà trai ông Nguyễn Hữu Quý, là chú ruột của chia sẻ của chúng ta, với những lời phát biểu ý kiến cùng với những lời giới thiệu đại diện gia đình rất là chi tiết. Và một lần nữa thay lời cho các đoàn nhà gái, chúng tôi cũng xin được tri ân và chân thành cảm ơn sự có mặt hiện diện từ quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Cũng để đáp từ này, ngay bây giờ đây xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện đại diện nhà gái của chúng tôi, ông Ngọc Tạo là ông bác của cô dâu, sẽ cùng lên có đôi lời phát biểu tri ân. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng hai bên của nhà trai nhà gái, được sự ủy quyền của ông bà Tiến Lý và các cụ, các ông, các bà họ nhà gái, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu của họ nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể anh chị em thanh niên có mặt ở buổi hôm nay, thì qua một thời gian tìm hiểu, cháu Quang và cháu Linh thực sự yêu nhau, được sự đồng ý của đôi bên gia đình, đôi bên họ hàng và chính quyền của hai địa phương. Ngày mai là ngày lành tháng tốt, hai gia đình, hai họ chúng ta có tổ chức đại lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay đoàn đại biểu họ nhà trai có cái lễ xin cưới để ngày mai chúng ta tổ chức đại lễ cho các cháu. Thay mặt cho các cụ, các ông, các bà họ nhà gái xin tiếp nhận cái lễ của gia đình nhà trai. Và xin giới thiệu với các cụ họ nhà trai là ở trong hội trường hôm nay thì đầy đủ các cụ họ hàng nội ngoại ba bề bốn bên của nhà gái. Và tôi xin giới thiệu mấy thành phần đặc biệt nhất thôi. Thứ nhất là tôi xin giới thiệu là bố mẹ của cô dâu, hai vợ chồng cháu Tiến Lý. Rồi tôi xin giới thiệu là ông bà ngoại của cháu dâu. Mời ông bà ngoại đứng lên. Vậy hiện nay là còn bà nội của cháu dâu và đang mệt nằm trong nhà. Còn thành phần tiếp theo là có ba ông chú ruột của cô dâu. Mời ba ông chú đứng lên. Vâng, còn thì tất cả là họ hàng ba bề bốn bề của nội ngoại của nhà gái rất là đông đủ. Tôi xin giới thiệu mấy cái thành phần đặc biệt đấy thôi. Và tôi là ông bác của cháu dâu. Xin có đôi lời là chúc sức khỏe của đoàn đại biểu họ nhà trai và chúc sức khỏe của hai họ là hôm nay thật vui vẻ để ngày mai chúng ta tổ chức đại lễ thành hôn cho hai cháu thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, và một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Ngọc Tạo, đại diện cho nhà gái vừa lời phát biểu vừa qua, và cũng đã chấp nhận lễ ăn hỏi của đại diện nhà trai. Và kính thưa toàn thể quý vị quan khách kính mến, trong văn phòng ngày hôm nay có lẽ để toàn thể quý vị chúng ta không phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin được mời toàn thể quý vị quan khách ngay bây giờ đây hãy cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự có mặt của hai nhân vật chính trong buổi lễ ngày hôm nay. Vâng ạ, xin quý vị cùng dành tặng một tràng pháo tay thật lớn cho sự xuất hiện của đôi tân lang tân gia nhân Thùy Linh và Hiếu Quang. Xin được mời hai bạn sẽ cùng đứng trước khán phòng của trường cưới, sau đó là để cùng ra mắt toàn thể quý vị quan khách trước ạ. Vâng, quý vị có đến đây đúng là một đôi trai tài gái sắc không ạ? Rất đẹp đôi, rất tuyệt vời phải không ạ? Kính thưa quý vị, và sự dành đông đủ quý vị ngày hôm nay đó chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất để dành tặng cho đôi uyên ương trong ngày hôm nay. Trên cuộc đời bước đi dải đầy tình yêu với những lời chúc phúc tốt đẹp, chắc chắn rằng họ sẽ có một tương lai, một cuộc sống thật là hạnh phúc. Và ngay bây giờ đây chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng lên để trao lễ ăn hỏi. Xin được mời đại diện nhà trai và nhà gái ạ. Vâng ạ, xin được mời bố mẹ tân sinh đôi cô dâu của chúng ta, xin được mời ông Tiến và bà Lý sẽ cùng hiện diện trước sân khấu khán phòng của chúng ta để cùng đón nhận lễ ăn hỏi của nhà trai. Ngày mai là cô dâu mới bàn thờ gia tiên trong nhà để chúng ta sẽ cùng làm lễ gia tiên. Xin được kính mời đội rước lễ ăn hỏi. Một câu chuyện với nhiều diễn biến cảm xúc cùng muôn vàn màu sắc khác nhau, song nó vẫn có một điểm chung, hai trái tim hòa chung một nhịp đập, hai con người nguyện chung sống dưới một mái ấm gia đình. Thổ Lô Na Quốc sẽ được như chim điểm cánh, như cây điểm cành. Ngày hôm nay, cặp đôi thủy tinh quang của chúng ta muốn gặp lại người thân đấy. Thật là các bạn chúng ta đều là những người thân yêu nhất, để cùng cái đây chúc mừng cho đời em hỏi giữa thủy tinh và thủy quang. Hai đứa thân là cho con của gia đình với những người dân và chú rể. Chúng tôi xin được hướng tới đến quý vị lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng, lời cảm ơn chiêm sở sắc nhất. Xin được chúc chúng mình đi ra hai gia đình của chúng ta sẽ ngày càng gắn bó cầu sinh nữa, và cũng chúc cho mọi người sẽ luôn được cho năm hạnh phúc, may mắn bên nhau. Nhưng bây giờ đây xin được mời đến quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức buổi tiệc thân mật để cùng chúc phúc cho gia đình với những cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời.
chưa bắt đầu nữa. Cũng nhìn cái mặt thần nhìn cháu. Rồi có tiền lên đi ạ. Rồi cũng một nắp cho cháu nè. Nhìn thắp hơn của cháu nè. Đạch hơn hơn. Không có phải thắp rồi. Và xin 3 cây rồi 5 cây. 3 cây. Đứng đây thắp được đúng không ạ? Để cho cháu này đây được. Thôi được rồi. Cửa anh đỡ công nhưng mà tội gì không không mở cửa không được không cháu chỉ hé hé thôi thế là được rồi thế được rồi con xin kính lạy bố Trần Văn Kiến hôm nay ngày lành tháng tốt ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tuất 2018 gia đình họ nhà ông Nguyễn Hữu Kính chính thức có năm lễ để sang ăn hỏi dẫn cưới để xin cháu Trần Thị Thùy Linh là cháu nội tôn của gia tộc họ Trần Văn Kiến về làm dâu con của gia đình họ ông Nguyễn Hữu Kính. Con kính mong các cụ linh thiêng về đây thụ hưởng lễ vật nhận chứng giám lòng thành nhận lễ mọn của gia đình nhà ông Nguyễn Hữu Kính đã dâng lễ sang gia tiên tiền tổ họ Trần họ Ngô họ Phạm họ Diêm. Kính mong các cụ chấp lễ chấp bái chấp tơ chấp cầu chứng minh công đức phù hộ độ trì cho đôi dòng phu thê họ Nguyễn Hữu Quang họ Trần Thùy Linh hai cháu được sức khỏe dồi dào bản mệnh được bình an công việc được hanh thông yêu thương nhau đến đầu bạc răng long sống trăm năm hạnh phúc sinh con đầu lòng cháu trai thứ hai con gái. Con xin các cụ phù hộ độ trì cho ngày mai ngày lành tháng tốt ngày đại hỷ hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu được thuận lợi may mắn bình an con xin được lan tỏa chú cháu cái cô cháu là xin chào ảnh hết đây xong rồi cô đứng gần chú cô đứng sang bên kia đây rồi đấy cô chịu ngón tay vào chú xe để coi như bàn thờ cô chú nhìn lên cho con này cô chú nhìn lên bàn thờ Thôi rồi, cũng chung lại không ạ. Để bảo chị Thắng ở đây để tắt đèn lại. Bảo chị Thắng ở đây để tắt đèn lại. Bảo chị Thắng ở đây để tắt đèn lại. Sau này là chị Thắng nhất. Ở đây là tắt nhất. Tắt thì cao tắt thì sẽ ra. Cái này sẽ mỗi thứ sẽ một quan trọng ở đây. Rượu chè thôi, rượu chè, thuốc, đồ đi, kia đấy, mấy cái. Vâng. Thế cái chắc rồi, đây, chắc chỉ đi xuống luôn. Thưa, có để quên đấy cháu, xin 30 giây để ăn xong. Xong rồi đấy ạ.